Em có hài lòng không em? Có, em thấy hài lòng với cái kiểu tóc của em. Em cảm thấy như thế nào? Nhân viên phục vụ như nào? Nhân viên vụ ổn, tốt ạ. Anh cắt cho em tên là Long nhá. Vâng, em quen anh mà. Quen Long à? Quen lòng từ trước rồi ạ. Cắt Long được lâu chưa? Lâu rồi ạ. 5 điểm, 5 thang điểm 5 thì cho anh Long mấy? Thôi thang điểm 10. Thang điểm 10 cho 10 luôn à? Vâng. Cảm ơn em nhá. Hello các bạn, ở đây là bạn Long nha. Ở đây là bạn Long. Long sẽ cắt cho mọi người kiểu tóc Ivy. Mình sẽ quay đầy đủ cho các bạn luôn. Đây là trước khi cắt này. Before. Ok, đây là trước khi cắt nha. Bây giờ sẽ tiến hành xử lý. Ở xung quanh em sẽ tính cắt như thế nào? Cắt xanh chân. Cắt xanh chân. Vâng. Cắt bằng cữ hay kê lược? Bây giờ Long sẽ xử lý phần gáy nha mọi người. Em định cắt phần gáy là cắt như thế nào? Phần gáy này của bạn nó khá là bẹp và hơi lệch. Bẹp ở bên này. Vâng. Thì em sẽ định cắt như thế nào? Em sẽ cắt ga đuôi sừng cho phần gáy này, nó sẽ phồng ra một chút. Cắt ga đuôi sừng ở phần gáy. Vâng. Ga đuôi sừng là gì? Ga đuôi sừng là trên dài dưới ngắn, tăng trọng lượng lên trên, đúng không ạ? Để cân bằng lại. Ok. Khối thì sẽ cắt khối gì? Ga kỹ thuật ga đuôi sừng rồi, nhưng mà cắt khối gì? Cắt tròn hay là cắt vuông? Cắt tròn. Cắt tròn hết đúng không? Ok, đồng ý. Ga đuôi sừng các bạn nhá. Ga đuôi sừng thì là từ 1 độ cho đến 8 9 độ. Mình quay ngang như thế này để cho anh em dễ dễ xem này. Đó, các bạn thấy không? Cái tay nó nghiêng ra, nó chéo ra. Đấy. Ở đây thì khoảng tầm độ 60 độ các bạn nhé. Khoảng 60 độ. Kỹ thuật ga đuôi sừng. Cắt ga đuôi sừng tròn các bạn nhé. Tròn là các bạn nâng tóc tại tại điểm nhá. Nâng tóc tại điểm. Và di chuyển tròn theo mẫu nha. Cắt như này rất là công phu các bạn ạ. Bình thường nếu như mà mình cắt truyền thống ấy thì khả năng là 20 phút, nhưng mà cắt như này nó sẽ rơi vào khoảng 40 phút mới xong. Đó. Càng cắt tỉ mỉ, càng công phu thì càng đẹp. Cắt hình khối như thế này chủ yếu là các bạn phải luyện thao tác. Thao tác các bạn phải tốt. Các bạn nha, thao tác phải tốt. Càng cắt kỹ thì càng đẹp. Nếu gặp mình thì nãy giờ cũng phải đang chuẩn bị cạo rồi. Đúng thật, nếu mà gặp mình thì nãy giờ là cạo rồi đấy. Cạo viền là chuẩn bị xong, vuốt sáp là quay phim là xong đấy. Nhưng mà cắt như này nó đẹp hơn. Cắt càng cẩn thận, càng tỉ mỉ thì nó sẽ đẹp hơn chứ. Đó các bạn thấy không? Đường nào ra đường đấy. Nét căng luôn, nét si đét luôn. 14 triệu rưỡi rồi. Đây là check các bạn nha. Đây là check ngang. Các bạn nhìn nó ra khối tròn chưa? Đó, tròn luôn. Đây là đang check ngang các bạn nhìn này, tròn luôn. Đấy.
Ai mua điện thoại thì bảo nha, để đổi sang con khác ấy. Được. Em có đổi không? Phải tiền luôn thì anh mới mua được điện thoại khác. Con này quay nét mà mỗi tội nó dung lượng nhiều quá, dung lượng ít quá, không đủ cho anh. Anh này hay quay nhiều. Ờ. Hả? Em thấy em bán cái điện thoại cũ đi là đủ luôn. Em cầm ra kia em bán phát là đủ luôn. Đi bán đi. Con của Nam á? Con gì? iPhone gì? Mua táo xanh ra hỏi vừa mua hỏi mà được. Nhưng mà ai này iPhone gì? iPhone 11 Pro Max. Em bán lại con táo xanh được 19 triệu. Con này 11 Pro Max á? Vâng. Bán lại táo xanh được 9 triệu á? 9 triệu à. Máy đẹp, máy ngon mà vẫn được mà. À vậy thì vậy em mua táo xanh không ra táo xanh hỏi nó mới bảo nó được 9 triệu. Em mua bao nhiêu? Em mua vui đời em mua 16 triệu. 67 triệu. Chỉ cần máy nó có. Vậy con của Nam vẫn bán được ít nhất phải 8 triệu. Đây, gửi ra xem anh ạ. Anh khẳng định luôn. Nhưng mà ở táo xanh mà không mua. Tối em ra hỏi luôn. Nhà của em không mua táo xanh không? Không. Không mua táo xanh nó không mua lại đâu. Táo xanh nó mua anh tưởng nó bán táo xanh. Nó vẫn mua đấy. Không. Mua nhưng mà nó chịu. Ở đây cái cách cắt của Long ấy là Long lấy một đường giữa trước làm đường chuẩn, sau đó cắt xương cá sang hai bên. Ở trên Long cắt khối vuông các bạn nhá. Ờ chào em nhá. Ở gần đây à em? Ờ. Lúc nào sang đây chơi với anh nhá. Ờ. Mấy bạn kia tới mua đồ nghề anh em ạ. Đấy. Mua cho mỗi người một con AK. Quên nãy giờ vừa quay vừa mãi nói chuyện quá không tập trung. Cái cách cắt này ấy thì rất là đơn giản mọi người ạ. Ở giữa một điểm chuẩn và lấy xương cá sang hai bên cắt khối vuông. Lý do tại sao cắt khối vuông Long? Phần hai bên link, kiểu tóc hai bên link này là em muốn cái độ dài hai bên này giữ lại và vuông nó bay. Để nó hơi bay, hơi vuông ra phía sau đúng không? Vâng. Lý do cắt khối vuông là để hai bên sai này nó vuông và nó bay ra phía sau các bạn nhá. Ok. Giới thiệu về đồ nghề của Long một chút nhá. Long đang dùng lược IS Max của Nhật. Cây lược này thì nó rơi vào khoảng tầm hơn 300.000. Kéo thì kéo là Vico NT Giao Lạc 01 các bạn nhá. Vico sản xuất riêng cho từ Over. Mã là NT 01. Ok. Long lựa chọn là cắt thốp trước, sau đó Long mới cắt ở phần sai. Rồi. Ok, bây giờ Long sẽ cắt ở phần xung quanh sai nhé mọi người nhé. Chuốt phần mái này. Đây là không dám quay bằng cái phần điện ảnh, nó có một phần điện ảnh nữa, quay sọ phông. Nhưng mà quay thế nặng lắm. Quay thế nặng. Ok, bây giờ cắt xung quanh sai các bạn nhá. Hôm đấy là hôm đấy nó bảo anh là bây giờ Long sẽ cắt phần xung quanh sai các bạn nhá. Long sẽ cắt xanh các bạn nhá, cắt xanh thôi. Long lựa chọn đường cắt ngang. Ở đây Long lựa chọn đường cắt ngang nha. Cắt xanh đường cắt ngang. Cắt ngang, lý do cắt ngang là để tạo phần khung. Tức là tạo phần khung bên trên các bạn nha. Tạo phần khung thành bên trên. Tạo phần khung bên trên. Mười ba vừa rồi mắc chứ. Cắt xanh nha mọi người nha.
cắt xanh, đường cắt ngang này các bạn này. Ở đây dùng cây lược bản to. Ở đây dùng lược bản to 2019 nha các bạn nha. Cây lược này em dùng bao lâu rồi? Cây lược này em dùng được hơn 3 năm rồi ạ. Hơn 3 năm nó rất là sông tóc các bạn ạ. Lược mà càng cắt lâu thì càng sông nha. Sao vậy, cuối cùng đứa nào lấy máy nào? Dùng 13 là đẹp rồi. Về tối về xin tiền vợ đổi xong. Ok, vậy là cắt khung trên xong rồi các bạn nhé. Bây giờ sẽ đến phần khung dưới. Liên kết phần dưới với phần trên. Bằng cữ hay bằng lược luôn? À, bằng lược luôn à? Phước là nó hay cắt bằng cữ. Bình thường em cắt cữ chứ hôm nay em cắt lược để quay video. Rồi. Đó, liên kết luôn các bạn nha, liên kết lược. Ở cái đường dưới ấy thì Long lại cắt bằng đường cắt chéo nha. Kỹ thuật cắt lược chéo. Đây là Phước này, mọi lần hay quay cho mọi người này. Đây là Long nha. Long là người mà hay cắt kiểu tóc củ hành lộn ngược cho mình nha các bạn. Chủ yếu ở cái đường dưới này là kỹ thuật kê lược chéo nha các bạn nha. Bao nhiêu ghi chứ nhỉ? 256 ghi. Điện thoại đang quay phim ở đây, các bạn thấy nét không? Đang bảo là bán đi đổi sang điện thoại khác quay nét hơn, dung lượng bộ nhớ nhiều hơn để quay cho các bạn. Bởi vì là con này bộ nhớ của nó 256 GB nhưng mà mình dùng tốn quá. Gáy ở phía sau này hơi bị bò liếm một chút nhưng không sao các bạn ạ. Cây lược nên là ok. Còn đây là mình nha các bạn nha. Đang quay video cho anh em đây. Hôm nay quay là cầm mic nói luôn. Về đỡ phải cắt ghép, mất thêm thời gian các bạn ạ. Vẫn là kỹ thuật cây lược chéo lên các bạn nhé. Để mình mô tả lại kiểu tóc Ivy Nick cho các bạn nha. Ở phần trên top là cắt khối vuông các bạn ạ. Ở xung quanh cắt xanh. Đấy. Con tông ở đây là con tông vỏ nhựa các bạn nhé. Rất là nhẹ. Và nó sử dụng lưỡi kép các bạn ạ. Thế nên là cái vết cắt của nó rất là mịn. Đây là phía sau gáy các bạn ạ. Bây giờ làm gì nữa? Xử lý cái phần xoáy gáy đằng sau cho bạn phây nhẹ một chút. Bây giờ phía sau gáy này Long sẽ phây nhẹ nha. Long sẽ phây nhẹ để xử lý cái phần lông tơ ở phần sau gáy này. Xử lý ở phần sau gáy các bạn ạ. Ở đây thì tôi thấy Long sử dụng cữ 3mm và tông đơn NT220. Đó. Đi cữ 3mm trước.
Các bạn thấy không, sau khi đi cữ xong thì nhìn cũng đỡ hơn rất là nhiều. Sau khi đi cữ 3mm xong thì lắp 1.5 các bạn nhé. Rồi ok, bây giờ sẽ lắp cữ 1.5. Lắp cữ 1.5 này. Đó. Lắp cữ 1.5. Đi ở phần sau gáy này. Vậy là xong các bạn. Bấm viền nét lại nữa là xong luôn. Đây là cái cách xử lý gáy rất là dễ và hiệu quả nha. Ok. Bây giờ là Long sẽ sử dụng tông đơ bấm viền NT218 để đi viền luôn. Cái mai ở đây nếu mà Ivinix sẽ để mai nhọn một chút cho nó đẹp các bạn ạ. Để mai nhọn nó sẽ đẹp hơn. Tròn xoe luôn. Rất là nét, rất là đẹp. Ivinix thì thực ra rất là dễ cắt các bạn ạ. Bấm viền xong như thế này ấy, đến lúc cái phần chúng ta cạo bằng dao nó rất là nhàn. Chúng ta không mất quá nhiều thời gian nữa. Cái kiểu tóc của hành lộn ngược của mình ấy, bình thường là Long là người hay cắt cho mình nha các bạn. Ok. Bấm viền nốt bên còn lại. Nam phóng xe đi bán điện thoại đi. Thật chứ? Đằng nào em cũng phải lấy mà. Em bán con đó đi xong rồi em ra. Em ra em mua trả góp luôn. Anh với mày đi. Cái chỗ hôm nọ Hiếu mua có năm có bản 512 không? Có. À, 1T à? Thôi dùng 512 thôi, 1T nó cũng nặng máy lắm. Ok, vậy là bấm viền xong rồi các bạn nhá. Bây giờ sẽ là đến cái phần tỉa. Bây giờ sẽ đến phần tỉa các bạn ạ. Tỉa xong tạo kiểu nữa là xong nha. Ở đây Long bắt đầu tỉa các bạn ạ. Long lựa chọn tỉa bằng kéo cắt. Tỉa kéo cắt các bạn nha. Tỉa kéo cắt thì các bạn có thể là cắt song song, tỉa song song với mảng tóc. Đó. Thì nó sẽ không bị vỡ mất cái khối. Cũng có thể là sử dụng kéo tỉa cũng được các bạn ạ. Kéo tỉa thì bây giờ người ta sáng tạo ra cái kéo tỉa răng bậc thang ấy. Thì kéo đó chuyên tỉa tách cũng rất là đẹp. Chỉ cần tỉa xong, cạo xong là vuốt thôi các bạn. Đấy, các bạn nhìn như này nhá, xong lúc vuốt lên rất là đẹp. Vuốt lên rất là đẹp luôn. Phần trán vẫn cách có cái xoáy nên là phần mái nó không đều. Ừ.
Bao giờ cũng vậy các bạn ạ, cắt xong là phải tỉa, tỉa thì mới đẹp được. Ok, tỉa xong rồi. Bây giờ sẽ đến phần gì? Tỉa xong rồi đến sẽ vấn cạo à? Check lại tổng thể các bạn nhé. Đứng quay như này cũng mỏi tay phết đấy chứ các bạn. Mỏi tay phết đấy. Anh em xem thì bình luận ở bên dưới. Anh em nhá, xem thì bình luận ở bên dưới để tương tác. Để mình có động lực làm những cái video tiếp theo. Đợt này mình sẽ quay tổng thể anh em cắt cho mọi người xem luôn. Đây là Thiện này. Đây là Thiện này, đây là Nam này. Để tối anh về anh hỏi chị xem đã, chị có cho mua chị có cho mua không? Anh bảo có bạn là sang đi táo xanh luôn, sang game luôn, sang đưa anh đi táo xanh luôn. Nếu mà có mua thì anh cũng nhờ mua hộ thôi chứ anh chẳng đi được. Nhan bảo là chưa có nhu cầu mua. Cứ đi ngồi ở đây rồi. Ok. Vậy đổi nên bây giờ sẽ là đến phần phần check lại các bạn nhé. Cắt kỹ một chút. Check lại là gì? Mình là mình chỉnh một chút cho nó đẹp hẳn đi. Đấy. Đây là kỹ thuật là này. Là cho nó đều lại luôn. Ok, đồng ý. Xong rồi, bây giờ là đến phần tạo kiểu các bạn nhá. Ở đây chúng tôi sẽ dùng lợn xám các bạn nhá. Sẽ vuốt lên mái tóc ở đây. Lợn xám nhá. Các bạn cách vuốt Ivinic đơn giản thôi. Các bạn cứ đánh đều sáp lên ngọn đã. Sau đó vuốt một cái điểm xoáy ở giữa thì sẽ tạo ra với cái khuôn mặt như thế này ấy, dài mà gầy, rất phù hợp với cắt xanh hai bên các bạn. Các bạn ạ. Rất phù hợp cắt xanh với hai bên với để Ivinic luôn. Gọi là phù văn hợp luôn ấy. Đấy. Em xoáy phát vào giữa đi để cho nó ép một phát, ép sát vào hẳn vào. Ép mạnh vào. Ép mạnh vào đúng cái điểm em cần nó toé ra hai bên ấy. Đấy. Thì nó bay bay lên, nó cong cong lên thì nó mới đẹp. Em cứ ép mạnh một phát hộ anh một cái. Ép mạnh vào. Chỗ nào em cần nó bay em ép mạnh vào đúng chỗ đấy. Góc bên kia cho anh một tí nữa. Đúng rồi, mạnh vào. Đúng rồi. Đấy, nó phải bay hẳn lên như thế, nhìn nó với chất văn chơi. Em cho hai bên tạt máy tạt Nam Định đi. Hai bên mà em cắt vuông, khối vuông ấy, em cho tạt lên bay bay ra phía sau đi. Đấy, hai bên đấy. Đúng rồi, em phải cho bay bay lên. Nó với đúng chất luôn. Cái mái này cho nó cong cong xuống. Đấy. Đấy. Thế nó mới là chất văn chơi. Được rồi, đẹp rồi. Cái ngọn tạo ra texture như này các bạn nhé. Đấy, như này thôi. Đóng bộ Hàn Quốc vào nữa thì nhìn khác hẳn luôn. Xịt tí gôm nữa cho chơi được lâu các bạn nhé.
Nhà mình ở đây thì dùng lợn, dùng sáp con lợn hết. Bạn nào mà làm cửa hàng mà muốn lấy số lượng sáp con lợn thì cứ liên hệ mình lấy cho. Mình lấy từ công ty đảm bảo chính hãng luôn. Rồi tuyệt vời, xịt vậy thôi, đẹp rồi đấy. Công nhận nhỉ, cái răng cái tóc là góc con người. Cắt xong nhìn khác hẳn luôn đấy. Nhìn khác hẳn luôn. Em cận mấy độ đây em? Mắt trái em 8, mắt phải 25. Mắt, vậy thì bây giờ có nhìn thấy gì không? Bỏ ra vẫn nhìn được nhưng mà hơi mờ thế. Em cứ đeo kính vào đi để em xem có hài lòng không? Đấy, số đấy cứ để cong vậy cho anh. Em có hài lòng không em? Có. Em thấy hài lòng với cái kiểu tóc của em. Em cảm thấy như thế nào? Nhân viên phục vụ như thế nào? Nhân viên phục vụ ổn, tốt ạ. Anh cắt cho em tên là Long nhá. Vâng. Em quen anh mà. Quen Long à? Quen Long từ trước rồi ạ. Cắt Long được lâu chưa? Lâu rồi ạ. 5 điểm, 5, thang điểm 5 thì cho anh Long mấy? Thôi thang điểm 10. Thang điểm 10 cho 10 luôn à? Vâng. Cảm ơn em nhá. Thôi chứ.